và mình vẫn đi bộ bên trong cái nhà ga Shinjuku này và bạn thấy những cái hành lang đi bộ này rất là đẹp. Đây mình đang chuẩn bị là đến đi bộ cái thang này, mình không biết gọi là thang máy hay là gì nữa, nhưng mà mình đi bộ trong đây rất là nhanh. Mình đi nhanh hơn bình thường vì nó chạy chậm chậm á. Mình nói đi bộ ở đây rất là thích. Mỗi lần đi bộ mình thích là đi ở đây. Mình nói bên trong đây cũng có một số cửa hàng quán các bạn có thể thấy. Ở bên trong này cũng rất là nhiều người đi bộ. Thì người bây giờ là 6 giờ, bây giờ 5 giờ chiều rồi. Thì bây giờ người thì đi làm, người thì đi học về, hay là bây giờ cũng có người thì đi chơi như là mình này. Thì đây các bạn có thể thấy bên trong rất là đẹp. Đây, phải nói là rất là đẹp và sạch sẽ. Và nó cũng lại rộng nữa chứ. Mình đi một hồi này và từ nãy giờ đi cũng 3-4 phút. Đây mình sắp ra rồi, sắp ra tới nơi.